bus. Đánh bại vua hắc ám. Kiki, sao cậu lại bước vào từ cửa chính vậy? Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Để tớ thử lại lần nữa. Hả? 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 Điều này thật là kỳ lạ. Hả? Kiki, tớ ở đây. Cái này thật là vui. Chắc hẳn phải có câu thần chú nào đó ở trong phòng này. Trên cánh cửa có các con số kìa. Nhìn kìa, có các con số và những biểu tượng kỳ lạ ở trên bàn. Đây là một phép trừ. Phép trừ á? Đúng vậy, giữa các con số là biểu tượng của phép tính trừ. Nó có nghĩa là chúng ta lấy số đầu tiên trừ đi số thứ hai. Chúng ta phải giải câu đố này lần lượt để có thể tìm được cánh cửa chính xác. Tớ nghĩ là cậu nói đúng. Tớ đã biết phép cộng, nhưng tớ chưa biết đến phép trừ. Các bạn nhỏ, các bạn có biết làm phép trừ không? Các bạn nhỏ, chúng ta hãy cùng học phép tính trừ cùng với Kiki và Miu Miu nhé. Chúng ta hãy cùng nói nào. Baby Bus, toán học diệu kỳ, giúp tớ nào. Hey! Hey! 2 trừ 1 bằng mấy? Hen có 2 que kem và cậu ấy đã ăn mất 1 cây. Vậy cậu ấy còn bao nhiêu que kem trên tay? Nếu cậu ấy có 2 que kem, ăn mất 1 cây, vậy là còn 1 cây. Vì thế, 2 trừ 1 bằng 1. Đúng rồi, 2 trừ 1 bằng 1. Vậy là chúng ta đã biết cách làm phép trừ rồi. 2 trừ 1 bằng 1. Chúng ta phải đi qua cánh cửa có con số 1 ở trên đó. Miu Miu, đây là một căn phòng khác. Chúng ta làm được rồi. Hả? Nhìn này, đây là một phép tính trừ khác. 3 trừ 1 bằng mấy? Momo có 3 cái bánh vòng và cậu ấy ăn mất 1 cái. Vậy cậu ấy còn mấy cái? Có 3 cái bánh vòng và Momo ăn 1 cái. Vậy là còn 2 cái. Vì thế, 3 trừ 1 bằng 2. Đúng rồi, chúng ta hãy đi qua cánh cửa số 2. 5 trừ 1 bằng mấy? 5 trừ 1 bằng 4. Trừ 2 bằng mấy? 5 trừ 2 bằng 3. 5 trừ 3 bằng mấy? 5 trừ 3 bằng 2. 5 trừ 4 bằng mấy? 5 trừ 4 bằng 1. 4 trừ 2 bằng mấy? 4 trừ 2 bằng 2. 3 trừ 2 bằng mấy? 3 trừ 2 bằng 1. 3 trừ 2 bằng 1. Vậy là chúng ta đã thoát được căn phòng phép thuật. Hả? Nhìn kìa, vua hắc ám. Kiki, Miu Miu. Thật là bất ngờ. Các người đã vượt qua tất cả các câu đó để đến được đây. Vua hắc ám, bạn của bọn ta ở đâu? Kiki, Miu Miu, bọn ta ở đây. Bọn ta ở đây. Kiki, Miu Miu, cứu chúng ta.
giờ thì đến lượt các ngươi. Hả? Hả? Các ngươi sợ rồi à? Đây mới chỉ là khởi động thôi. Kiki Miu Miu. Nhận lấy này. Hóa ra đây là lý do bọn chúng có thể giải được hết các câu đố của ta. Hóa ra ngươi đã giúp bọn chúng. Là hướng phép thuật. Tớ biết cách giúp Kiki và Miu Miu rồi. Kiki Miu Miu, đến đây mau lên. Lọ thuốc phép thuật này có thể làm ra thêm nhiều các cậu nữa. Chúng ta có thể dùng nó để đánh bại vua Hắc Ám. Không. Không thể nào. Wow, chúng ta trở về rồi. Đu đu, Kiki Miu Miu, cảm ơn các cậu đã cứu chúng tớ. Cảm ơn các cậu. Không có gì. Chúng ta là bạn tốt mà. Từ giờ trở đi, tớ sẽ chia sẻ cá của mình với các cậu. Tớ đói quá. Tớ cũng thế. Đúng vậy, vua Hắc Ám là một đầu bếp rất tệ. Vua Hắc Ám, mấy tên vô dụng kia, mau thả ta ra ngay. Hãy chuẩn bị đi, Kiki Miu Miu. Ta mới là người chiến thắng sau cùng. Giải cứu Miu Miu. Như vậy là được rồi đúng không? Chúng ta bỏ tay ra được chưa? Làm sao chúng ta ra khỏi đây được? Làm sao để cứu được Miu Miu đây? Tớ có ý này. Chào các bạn nấm, tớ là Kiki. Miu Miu ở trên cây và không thể tự xuống được. Các bạn có thể giúp được không?
thể xuống được. Chúng ta phải làm thành bậc thang. Nhưng phải làm thế nào nhỉ? Tớ biết rồi, hãy nói cùng với tớ nào, Baby Bus. Hả? Toán học diệu kỳ. Chúng ta hãy cùng làm cầu thang bằng cách thêm mỗi một cây nấm vào mỗi một bậc nhé. Đầu tiên là 1, sau đó là 2, cứ như vậy. Vậy chúng ta sẽ thêm một cây nấm vào nữa để làm thành bậc thang nào. Bậc thang tiếp theo sẽ cần bao nhiêu cây nấm nhỉ? Con số nào nối tiếp trước và nối tiếp sau số 2 nhỉ? Là số 1 và số 3. Vậy số nối tiếp trước và sau số 3 là số 2 và... Hả? Đúng rồi, là số 4. Chúng ta sắp đến được chỗ của Miu Miu rồi. Cố lên nào. Nhanh lên, kéo tớ ra khỏi đây. Quái vật đỏ, cậu không sao chứ? Quái vật xanh, chúng ta đang ở đâu đây? Thì tớ nghĩ là ở tầng nào đó trên cây ma thuật. Khi khí cậu, sao nó lại ở đây? Kiki và Miu Miu chắc hẳn đã bị rơi ở thượng nguồn sông rồi, vì quả khinh khí cầu đã bị trôi xuống đây. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải đi lên thượng nguồn và bắt chúng lại ngay. Nhưng phải đi đường nào cơ? Hãy tìm người để hỏi đường. Xin cho hỏi, phải đi đường nào để tới thượng nguồn sông ạ? Thật ra thì đi đường nào cũng được. Con đường ngắn nhất là con đường ở giữa con đường có một quả dâu và ba quả dâu. Con đường ở giữa con đường có một quả dâu và ba quả dâu là con đường nào ạ? Ở giữa một quả dâu và ba quả dâu là con đường có hai quả dâu. Được rồi, đây là con đường ngắn nhất. Chúng ta chọn con đường này. Ta nghe nói có một chú bò tót rất hung dữ ở trên con đường đó. Bò tót đáng sợ lắm. Tớ không sợ bò tót đâu nha. Chúng ta đi tà tà, có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Không có gì nguy hiểm đâu. Nghe theo tớ nào, đừng có lo. Thấy chưa, chẳng có gì đáng sợ cả. Đúng vậy. Quái vật đỏ, cậu thật là giỏi. Dĩ nhiên, bỏ tót điên chẳng đáng sợ chút nào hết. Chúng ta phải làm gì đây? Chạy đi! Quái vật đỏ đây đó! Đây đó! Được rồi! Chúng ta có thể xây lại mà. Các bạn nhỏ, chúng tớ cần sự trợ giúp của các bạn. Chúng ta hãy cùng nói nào, Baby Bus. Toán học diệu kỳ. Chúng ta có thể hoàn thành các bậc thang nếu tìm các con số liền sau và liền trước các con số khác số 1.
Vậy số nào là con số đứng trước và sau số 2? Đúng rồi, là số 1 và 3. Các bạn nhỏ, số nào sẽ ở trước và sau số 4? Là số 3 và... Đúng rồi, là số 5. Tuyết, vậy là cầu thang đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Miu Miu, hãy bước xuống bậc thang nấm đi. Kiki. Ở trên cây nguy hiểm quá. Cậu có sao không? Tớ không sao. Nhưng chúng ta bây giờ đang ở đâu đây? Giờ chúng ta phải làm gì đây? Quái vật vàng, quái vật xanh, hãy cho chúng thấy chúng ta mạnh thế nào đây. Nhận lấy này. Buồn quá, không thể tin chúng ta thua mất rồi. Hãy dẫn bọn ta tới chỗ các bạn của mình ngay. Nếu mình chỉ đường cho bọn chúng, mình sẽ có thêm cơ hội để bắt chúng lại. Vua Hắc Ám chắc chắn sẽ rất vui. Được thôi. Quái vật vàng, quái vật xanh, chúng ta đi thôi. Đây là sa mạc hả Tư Tư? Có vẻ là như vậy. Mấy tên quái vật đâu rồi? Chúng ta phải làm gì ở đây? Nhìn này, đằng kia có một cái cây. Đến kiểm tra đi. Được thôi. Nhìn này, trên cây có một cái cửa. Nhanh lên, chúng ta lên cầu thang đi. Đợi đã, nhìn các bậc thang này đi. Chúng trông thật kỳ lạ. Chỉ là những con số thôi mà, có gì đâu chứ. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Nóng quá. Hóa ra các người ở đây. Ta không nghĩ các người đủ thông minh để tìm được chúng ta đâu. Bạn của bọn ta đâu? Ở trên kia kìa. Ý các ngươi là sao? Các cậu ấy bị nhốt trên đỉnh của cái cây này á? Đúng vậy, trên tầng cao nhất luôn. Các ngươi sẽ không bao giờ đến được đó đâu. Phải nhanh chóng giải cứu các cậu ấy. Sẽ không dễ như vậy đâu. Khó lắm. Cực kỳ khó luôn. Các ngươi sẽ bị trừng phạt nếu các ngươi bước sai một bước. Trừng phạt thế nào cô? Rồi các ngươi sẽ biết thôi. Các người nói dối. Ta không tin có chuyện đó đâu. Không tin ta ư? Để ta cho các ngươi nhìn thấy. Không, ngươi dám lừa ta. Tớ đoán là chúng ta phải chọn được con số đúng với số quả trái cây ở trên tường. Nhìn xem, có một quả dâu ở ngay bậc thang đầu tiên.
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bước lên bậc thang số 1. Sao ngươi biết được bí mật này? Tớ đoán thôi. Tớ nhận ra các con số đúng hẳn là có liên quan đến số trái cây. Ngươi thông minh thật đấy. Vậy thì chúng ta sẽ leo lên cầu thang bằng cách này. Các bạn nhỏ, hãy cùng Kiki và Miu Miu đếm số trái cây trên tường để lên cầu thang nhé. Ở đây có một quả dâu. Vậy chúng ta sẽ bước lên số nào đầu tiên? Đúng vậy, chúng ta sẽ bước lên số 1. Đến lượt tớ. 1, 2. Giờ chúng ta phải chọn số nào nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ bước lên số 2. Giờ đến lượt tớ. 1, 2, 3. 3 quả dâu. Vậy là số 3. Giờ đến tớ đếm nhé. 1, 2, 3. Số nào ở đằng sau số 3 nhỉ? À đúng rồi, là số 4. 4 quả dâu. Ở đây có 1, 2, 3, 4. Sau đó là số nào? Các bạn nhỏ, đằng sau số 4 là số mấy? Tớ biết rồi, là 5. Các bạn có đoán đúng kết quả không? Chúng ta làm được rồi. Các bạn nhỏ đã nhớ chưa nào? Tuyệt, giờ chúng ta lên bậc thang thôi. Cuối cùng cũng làm được rồi. Vô ích thôi, các người sẽ không bao giờ bước qua được cánh cửa này đâu. Người chờ đấy. Tớ nghĩ chúng ta phải có mật khẩu mới mở được cửa. Vậy mật khẩu là gì? Chỉ có vua Hắc Ám mới có thể mở được cánh cửa này thôi. Các người sẽ không bao giờ mở được nó. Vậy tức là các người cũng không biết mật khẩu đúng không? Bọn ta không biết. Ngoài ra, mật khẩu cánh cửa này được thay đổi liên tục. Có trừng phạt nào nếu bọn tớ trả lời sai không? Không có đâu. Vậy chúng ta cứ thử lần lượt từng con số 1. Không, tớ nghĩ như vậy là quá lâu. Nhỡ các bạn của chúng ta gặp nguy hiểm thì sao đây? Đu, tớ nghĩ các trái cây kia có liên quan đến mật khẩu. Hợp lý đấy, chẳng ai có thể nhớ được nhiều mật khẩu như vậy cả. Nhìn kìa, số táo, chanh và chuối liên tục thay đổi. Ồ, tớ hiểu rồi. Số lượng từng loại trái cây chính là con số của mật khẩu đấy. Các bạn nhỏ, các bạn đếm được bao nhiêu quả mỗi loại? Chúng ta cùng đếm nhé. Nào, chúng ta cùng đếm số táo trên cửa. 1, 2, 3. 3 quả táo. Vậy con số đầu tiên dưới trái táo sẽ là số 3. Các người mau nhanh tay lên. Mỗi khi các người dành thời gian suy nghĩ thì càng tốn nhiều thời gian hơn đấy. 1, 2, 3, 4. Lần này là 4 quả chanh. Miu Miu, đến lượt cậu rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quả chuối. Số cuối cùng trên cửa là số 5. Mật khẩu chính xác. Giúp các bé trứng về được nhà.
chúng ta bị kẹt rồi, tớ buồn quá. Tớ có ý này, chúng ta đào hầm đi. Ý hay đấy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Có 10 ổ chim đa điều đây. Vậy chắc hẳn có rất nhiều trứng. Đúng vậy. Chúng ta hãy mang số trứng này tới chỗ của vua Hắc Ám, ngài ấy sẽ thưởng cho chúng ta. Sao các cháu lại nhốt cô chú lại? Sao chú lại đuổi theo bọn cháu à? Chú không đuổi theo các cháu. Chú đến đây vì cô ấy. Anh tìm thấy trứng của em rồi, nhưng mà... Nhưng sao à? Chúng ta có vấn đề rồi, nên em cần quay lại tổ của chúng ta ngay. Cháu xin lỗi, để cháu thả cô chú ra. Các cháu là ai thế? Cháu là Kiki. Cháu là Miu Miu, còn đây là Du Du. Cậu ấy là bạn tiên phép thuật tuyệt vời. Thật hả? Vậy các cháu giúp cô chú với. Có chuyện gì vậy ạ? Tất cả các ổ đều bị xáo trộn hết cả lên, và các đà điểu mẹ không thể nhận ra trứng của mình. Vậy không thể để mất thời gian. Chúng ta vừa đi vừa nói ạ. Được. Đây là trứng của tôi. Đây là trứng của tôi. Trứng của tôi. Dừng lại, đừng đánh nhau. Mọi người dừng tay. Không, đây là trứng của tôi. Cậu về rồi. Của cậu đây, tôi đã tìm thấy trứng của cậu. Tạ ơn trời đất. Ngay khi mọi người rời đi, chúng tớ tìm thấy quả trứng của cậu ở dưới cái hố này. Nhưng như mọi người thấy đấy, tất cả các ổ trứng khác đều đã bị xáo trộn và thật sự rất khó để phân biệt được chúng. Đừng lo, các bạn nhỏ này đến đây để giúp chúng ta. Chào các bạn đại biểu. Hình như là Kiki và Miu Miu. Đúng là chúng rồi. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau ra bắt chúng thôi.
Các ổ trứng trông giống hệt nhau, làm sao chúng ta phân biệt được đây? Tớ biết rồi. Hả? Các cô có các số trên người của mình. Đấy hẳn là số trứng mà các cô có. Đúng, đúng thế. Vậy đơn giản rồi, chúng ta hãy cùng đếm thử xem có bao nhiêu quả trứng ở trong ổ nhé. Nhưng bọn cô không biết đếm. Vì thế mà cô không thể phân biệt được khi chúng bị di chuyển. Hãy để bọn cháu. Tuyệt vời, hãy giúp bọn chú nhé. Các bạn nhỏ, hãy cùng nhau giúp các cô đà điểu tìm lại được đúng ổ trứng của mình nhé. Chúng ta cùng đồng thanh nào. Baby Bus, phép toán kỳ diệu. Chúng ta cùng đếm nào. Ổ trứng này có bao nhiêu quả trứng ở bên trong nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 quả trứng. Vậy đây phải là ổ trứng của cô đà điểu số 7. Ôi, cảm ơn cháu. Vậy ổ nào là của cô? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 quả trứng. Đây là ổ của cô ạ. Tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu. Không sao, tớ cũng có lỗi mà. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Đây có phải ổ trứng của cô không? Các bạn nhỏ, chúng ta cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quả trứng của cô đấy ạ. Ôi, các con của tôi. Vậy các con của cô ở đâu? Các cháu giúp cô nữa nhé. Các bạn có thấy ổ trứng của cô đà điểu số 2 không? Các bạn chỉ nói cho tớ được không? Một, hai, đây rồi. Ồ, cảm ơn các cháu. Không có không gì ạ. À. Hãy giúp bọn cô nữa. Vâng ạ, các cô đừng lo. Chúng cháu sẽ kiểm tra từng ổ trứng một. Tớ không nhúc nhích được, tớ buồn quá. Nhanh lên, không bọn chúng lại chạy mất đây. Quỷ vàng, đây là lỗi của cậu. Nhưng mà... Cuối cùng chúng ta cũng trả lại trứng cho các ba mẹ đa điểu. Wow, yeah. Sao các cháu lại nhìn chú như vậy? Chú không có trứng ạ. Đúng rồi, ổ trứng của chú ở đâu ạ? Đó là vì...